cho tôi ăn mà nó quất quyền một dĩa nè. Hello chuyên gia Huy. Đuối quá. Trời đói bụng quá, đói bụng muốn xỉu luôn. À, mới bay từ Hàn Quốc về hồi sáng nay. Xong rồi cái về phải chuẩn bị cho khai giảng lớp học năng khiếu. Rồi chạy vô thăm ba. Tại vì nghe nói ba bị sốt và bị sưng chân. Rồi nói chung là cái máu bầm nó nhiều. Cho nên chạy vô thăm ba một tí. Thì xong rồi chạy thì mới vừa xong công việc. Nói chung là chưa ăn uống gì hết, đói bụng muốn xỉu luôn. Nhưng mà thật sự là vô thấy ba hạ sốt. Rồi nói chung là cũng đỡ rồi. Bác sĩ cũng tới khám rồi. Cũng mừng. Nói chung cũng mừng. Cho nên bây giờ phải chạy về cho ba ăn uống. Xong rồi ba ngủ rồi. Ba đang ngủ trong bệnh viện. Bây giờ chạy về quán Mr. Hí để gọi là ăn uống. Đói quá rồi. Đói muốn xỉu luôn. Cho nên bây giờ mình phải live stream để mà trò chuyện với tất cả mọi người. Đi gọi là đi một tuần lễ chứ bên Hàn Quốc. Đã mua quà rất là nhiều quà nha quý vị. Để tặng quà cho những khán giả yêu mến của mình. Đã giống như lời hứa là sẽ mua quà tặng cho tất cả khán giả yêu mến của mình. Hello anh Phúc. Cả nhà ơi, tối nay sẽ có chương trình là Lotto Show. Hello Ruby Diệu. Lotto Show. Vì khán giả nhớ Mr. Hí. Nhớ Lotto, những tiếng gõ, những tiếng kêu cờ Lotto. Thật sự là Hòa Hiệp cũng nhớ nữa. Và tối nay là khoảng 19:30 19:30 sẽ có cái chương trình Lotto Show. Địa chỉ quán hả? Dạ, 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, chị Trần Trần ơi. Chị Trần Trần ơi. Rồi, mọi người có muốn nhận quà của Mr. Hí không? Hello, anh Phúc. Mới vừa giải quyết công việc của anh Phúc xong rồi, em yên tâm rồi. Đó, chứ không là không có yên tâm. Hello, cô Cát Nhung Tím. Đó, tối nay chương trình Lotto Show. Khi mà mọi người đến với chương trình Lotto Show tối nay thì sẽ có cơ hội nhận được gọi là quà Hàn Quốc của Mr. Hí. Quà này là rất là tuyệt vời, có nhân sâm luôn nha quý vị. Nhân sâm rất là tốt và sẽ giúp cho da dẻ của mình sẽ hồng hào, sẽ tươi trẻ giống như Hòa Hiệp gì đó. Chỉ còn vài tấm vé nữa thôi. Chỉ còn vài tấm vé nữa thôi và hy vọng rằng mọi người sẽ ủng hộ Hòa Hiệp. Chỉ còn 20 vé. Chỉ còn 20 vé cho tối nay. Đó, bây giờ mọi người ủng hộ một vé cho Hòa Hiệp nè. Cả nhà ơi, tối nay chương trình Lotto Show rất là vui, rất là hay, rất là hấp dẫn. Chỉ có 100.000 một vé thôi. Thì Hòa Hiệp đang gây quỹ cho ngày 1 tây tháng 6 này để mà tặng những phần quà cho mấy em ung bú cũng như là những em mồ côi vào chương trình 1 tây tháng 6 này. Đó, những tấm vé của tất cả mọi người là sẽ cùng đồng hành đóng góp với Hòa Hiệp. Chỉ còn 20 vé cho chương trình tối nay thôi. Cho nên mỗi người chúng ta hãy cùng chung tay với Hòa Hiệp, mỗi người một vé nè. Rồi chúng ta sẽ tới chơi Lotto với Hòa Hiệp và nhận được quà Hàn Quốc. Đó, đây là loại sữa rửa mặt rất là tốt, có nhân sâm, rất là đẹp nha quý vị. Quý vị xài cho tất cả các loại da luôn. Đó, về rồi Mỹ Tuyền ơi, về rồi. Mọi người đang muốn ăn bánh khọ thần thánh Mr. Hí lắm. Nhưng mà thật sự là hôm nay Hòa Hiệp rất bận. Mới vừa về đi 5 ngày về rồi. Cho nên rất là nhiều việc. Cho nên hẹn ngày mai. Ngày mai Hòa Hiệp sẽ đổ bánh khọ cho mọi người nha. Ngày mai sẽ có bánh khọ thần thánh Mr. Hí. Còn hôm nay thì cho Hòa Hiệp xin lỗi, Hòa Hiệp không thể nào đổ bánh khọ. Lúc ở bên Hàn Quốc cũng rất là vui. Khi 1 tháng 6 này có bạn sinh nhật và đã order khoảng 10 người và order những phần bánh khọ để mà đãi người thân, bạn bè. Đó, Hòa Hiệp cũng rất là vui. Tuy là 1 tháng 6 Hòa Hiệp sẽ rất bận, nhưng Hòa Hiệp sẽ cố gắng là sẽ làm những phần bánh khọt cho mọi người. Đó, dạ em khỏe chị Xuân Nguyễn ơi. Chị Xuân Nguyễn có muốn ăn kim chi không? Em gửi kim chi cho chị nè. Em không nghe chị nói gì hết, em mới làm một cái kim chi rất là ngon. Chị Xuân Nguyễn ơi, em về là em làm một cái kim chi rất là ngon. Thì ở nhà bán hết trơn rồi. Chơi đâu gì?
Kim Hương ơi, Lotto Show sẽ diễn ra tại lầu 4 quán Mr. Hí vào lúc 19:30 đến 22:00 tại 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Chỉ có 100.000 một vé thôi quý vị. Quý vị vừa vô nghe được Lotto nè, vừa được xem văn nghệ nữa, rồi vừa làm từ thiện với Hòa Hiệp nè, đặc biệt là nhận được quà từ Korea về. À, mà những phần quà này Hòa Hiệp sẽ dành tặng cho những ai tối nay tới xem chương trình Lotto Show. Tại vì Lotto Show là Hòa Hiệp muốn quyên góp vào quỹ Giao Hạt Tình Thương để giúp đỡ cho để phát quà cho mấy em thiếu nhi ung bú cũng như là mồ côi nhân ngày quốc tế thiếu nhi. Khát nước quá, bây giờ phải dùng một ly gọi là trà Việt Quốc tác xã. Mọi người biết không, khi mà qua bên Hàn Quốc thèm lắm, thèm những cái ly này mà đâu có để uống đâu. Và về đây phải tức tốc uống liền và ăn lẩu Bangkok cho nó tới nóc. Tối nay này Thảo Quỳnh ơi, tối nay vào lúc 19:30, tối nay 26 tây tháng 5 tại quán Mr. Hí lầu 4. Giá vé chỉ 100.000 thôi. Bây giờ mọi người mua vé, chỉ còn 20 vé thôi quý vị. Chỉ còn 20 vé thôi. Quý vị mua 20 vé thì quý vị đã ủng hộ được 2 triệu cho cái đợt từ thiện ngày 1 tây tháng 6 này. 1 tây tháng 6 này là Hòa Hiệp sẽ đi tặng quà cho các em mồ côi cũng như là các em trong ung bú. Hôm qua với hôm nay mới được gặp em, chị về quê mới lên, nhà có chuyện buồn lắm. Sao vậy chị? Chị buồn gì vậy chị? Chị có thể chia sẻ với em được không? Đây, uống không? Hòa Hiệp cho mời uống nè. Ngon quá. Uống đi con, Minh Hoàng. Đây, chú Hiệp mời con nè. Rồi, ai mở hàng lấy hên cho Hòa Hiệp nè. Ai mở hàng lấy hên cho Hòa Hiệp tối nay nè. Ruby Diệu qua đây ăn nhanh đi nè. Ruby Diệu ơi, đây. Dọn đi, dọn này đi để cho dọn lên. Đây, mà Hòa Hiệp mua rất là nhiều phần quà Korea dành tặng cho khán giả thân yêu của Hòa Hiệp tối nay đến với chương trình Lotto Show. Cái sữa rửa mặt này rất tốt nha quý vị. Sữa rửa mặt này rất là tốt, có nhân sâm luôn. Hòa Hiệp qua, Hòa Hiệp lựa cái nào tốt nhất để mà mua về gửi tặng cho tất cả mọi người. Tại Hòa Hiệp muốn là mọi người ai cũng đẹp và ai cũng trẻ trung giống như Hòa Hiệp hết. Cho nên nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết. Chỉ còn 20 vé thôi quý vị. Chỉ còn 20 vé. Đây, trà Việt Quốc tác xã. Nếu như mà mọi người muốn thưởng thức thì có thể gọi điện thoại 0906 911 996 nha. 0906 911 996. Hòa Hiệp xếp đến tận nơi luôn. Ông ngoại chị mất hả? Em xin chia buồn với chị nha. Cái tin này thì là buồn thiệt. Tin này là rất buồn. Nhưng mà thôi, bây giờ chị em mình á, dù sao ông ngoại cũng mất rồi, thì bây giờ chị em mình sẽ cầu nguyện đi. Em sẽ đi lại chùa, sẽ cầu nguyện hồi hướng cho ông ngoại của chị nha. Xin chia buồn với chị. Đây, có quà nha quý vị, có chị quà nha. Và tối nay những ai tới xem chương trình Lotto Show sẽ nhận được quà Hàn Quốc đó. Ai tới xem Lotto Show sẽ nhận được quà. Còn mà tối em qua ăn uống bên em, trời đang mưa. Ok Ruby Diệu, em giờ giữ gìn sức khỏe nha, chị ủng hộ cho em hai bé. Trời ơi, em cảm ơn chị Xuân Nguyễn rất là nhiều. Trời ơi, đang có chuyện buồn mà giữ ủng hộ em. Tối có chương trình Lotto Show. Đúng rồi Bảo Ngân ơi, tối nay có chương trình Lotto Show và anh đang gây quỹ cho chương trình ngày 1 tháng 6 để phát những phần quà như là 200 phần quà cho các em ở ung bú cũng như là các em mồ côi. Đó, thì bây giờ mình phải góp gió thành bão. Đó, như là chương trình Lotto Show trong tháng 5 này đã nghỉ lâu quá rồi. Cho nên dù Hòa Hiệp hôm nay rất là bận nhưng mà vẫn phải tổ chức Lotto Show tối ngày hôm nay, bởi vì ngày hôm nay 26 rồi. Chúng ta chỉ còn có 5 ngày nữa thôi là đến ngày 1 tháng 6 rồi. Cho nên Hòa Hiệp phải cố gắng làm chương trình, nhưng là vận động tất cả mọi người để chúng ta sẽ có 200 phần quà cho các em mồ côi cũng như là các em ở bệnh viện ung bú nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6.
Ok Bảo Ngân, như vậy là Bảo Ngân ủng hộ hai vé. Quá wow, chị Xuân Nguyễn mới vừa mở hàng hai vé, là Bảo Ngân ủng hộ thêm hai vé nữa là được 4 vé rồi cả nhà ơi. Như vậy là chúng ta chỉ còn 16 vé thôi. Đó, chúng ta chỉ còn 16 vé thôi quý vị ơi. Vậy tối nay Bảo Ngân lên đúng không? À, ok, cảm ơn Bảo Ngân rất là nhiều. Như vậy là Bảo Ngân cũng như là chị Xuân Nguyễn đã mua 4 vé rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn 16 vé thôi quý vị. Chúng ta chỉ còn 16 vé thôi. Chúng ta mua vé vừa được xem lô tô, vừa được chơi lô tô, vừa nhận được quà Hàn Quốc. Đây là sự rửa mặt rất tốt. Rồi vừa được gọi là làm từ thiện với Hòa Hiệp nữa. Nói chung là 3 trong 1 luôn quý vị, 3 trong 1 luôn, còn gì bằng. Giá vé chỉ có 100 ngàn thôi. Chúng ta tới đây ăn uống xong, lên lầu 4, chúng ta xem Lô Tô Show luôn. Lô Tô Show diễn ra vào lúc 19:30. Thì 6 giờ chúng ta tới quán ăn uống, ăn no nê, lên chơi Lô Tô, còn gì bằng. Xem văn nghệ, xem hài kịch luôn. Tối nay chương trình rất là đặc sắc. Ở quán hả chú? Đúng rồi Huyền My ơi, ở quán Mr. Hí bây giờ là mọi người đã thi xong hết trơn rồi, được nghỉ hè rồi đúng không ạ? Chúng ta hãy dẫn em nè, con cái chúng ta tới quán Mr. Hí ăn uống, rồi chúng ta lên coi Lô Tô Show, chơi Lô Tô Show và xem văn nghệ, rồi có cơ hội nhận được quà Hàn Quốc Korea. Cái này rất là tốt nha quý vị, rất là thơm và xài rất là better đó. Chúng ta chỉ còn 16 vé nữa thôi, chỉ còn 16 vé cho chương trình tối nay thôi. Bây giờ Hòa Hiệp đã được ủng hộ 4 vé rồi. Bây giờ có ai ủng hộ Hòa Hiệp nữa không nè? Chỉ 100 ngàn một vé thôi quý vị. Chỉ 100 ngàn một vé thôi. Đó. Còn bây giờ ai mà đói bụng khát nước thì nếu như mà ở khu vực của mọi người trời mưa đang mưa thì mọi người có thể order. Còn không thì tới đây ăn uống với Hòa Hiệp. Hôm nay Hòa Hiệp đã về tới Việt Nam và đang có mặt ở quán Mr. Hí. Nè, quán Mr. Hí là 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Hòa Hiệp có ghim trên livestream đó và ngay ngã tư Nguyễn Công Hăng và Phan Xích Long. Rồi, bây giờ cả nhà ơi, Hòa Hiệp nghĩ là ai chia sẻ nhiều nhất cái xa Tết này thì sẽ nhận được quà, chịu không? Đó, cho nên bây giờ mọi người ơi, bây giờ mọi người hãy chia sẻ cái livestream này. Đó, chia sẻ cái livestream này xong rồi mọi người chụp hình lại cho Hòa Hiệp xem coi ai chia sẻ nhiều nhóm nhất, ai chia sẻ nhiều người xem nhất thì sẽ được một cái sự rửa mặt nhân sâm rất tốt đó, của Hàn Quốc mới mua về luôn. Chị cảm ơn em nhiều nha, thật buồn kỳ trước nói ủng hộ em mà chưa chuyển được là có chuyện. Dạ không sao chị Xuân Nguyễn ơi, không sao hết. Dạ không sao hết. Thật sự đây là chuyện buồn, thật sự là chuyện buồn và em cũng xin chia buồn với chị, nhưng mà thôi mình đừng buồn nữa mà phải cầu nguyện đi, cầu nguyện cho ông đó. Dạ, nguyện cho ông ra đi một cách nhẹ nhàng thanh thản và sớm siêu thoát. Tại vì trên cuộc sống của chúng ta không thể nào mà tránh khỏi sinh lão bệnh tử đó. Hòa Hiệp rất sợ, thật sự rất sợ, nhưng chúng ta không thể nào tránh khỏi cái sinh lão bệnh tử. Xin chào Lâm Chấn Nam, hello Minh Thư. Minh Thư khỏe không? Lâu quá không gặp Minh Thư. Bây giờ mọi người ơi, mọi người có muốn nhận quà Korea của Hòa Hiệp không? Nếu muốn nhận quà Korea của Hòa Hiệp thì mọi người chia sẻ đi, chia sẻ nhiều vô, mạnh vô. Hello anh Dũng, anh Dũng ơi, tối nay rảnh không đi coi Lô Tô Show với em nè? Anh Dũng ơi, khoan từ từ, bây giờ lẩu đã sôi rồi cả nhà ơi. Bây giờ lẩu đã sôi rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vô, mình sẽ bỏ cà chua vô, rồi sau đó mình sẽ bỏ hải sản vô cái gì. Đói bụng mới rồi, sáng giờ chưa ăn gì hết. Sáng giờ đi làm con có hiếu trước rồi. Đậy lại, chờ chừng nào sôi thì mình sẽ mở ra mình thưởng thức. Đói bụng muốn xỉu rồi cả nhà ơi. Em muốn nhận quà hả? Lên đi coi Lô Tô Show đi, anh nhớ em quá. Lâu quá không gặp em nè. Xin chào bắp cải. Đây là dạ ok, chút xíu nữa em nhắn số tài khoản cho chị nha. Chừng nào chị muốn ăn kim chi, em gửi kim chi tặng chị nè. Hôm nay chị có ở nhà không? Chị có order ăn uống gì không? Em gửi kim chi cho chị luôn. Ngon quá quý vị ơi. Việt Quốc tác giả, hồi ta nói ngon lắm, nó đã khác gì đâu á. Và thèm ơi là thèm, đi Hàn Quốc mà thèm cái hương vị của Mr. Hí.
Trời ơi ngon quá, ngon xuất sắc. Nó đã khác lắm nghe quý vị, nó rất đã khác. Hello, hello Huyền Minh. Cậu chào con. Đúng rồi, anh về rồi Souvenir Kim ơi. Anh đã về tới Việt Nam rồi. Và tối nay tại quán Mr. Hit sẽ có chương trình Lotto Show. À, Lotto Show có chương trình ca nhạc, vừa có ca nhạc, vừa có hài kịch và vừa có Lotto. Nam ơi, khỏe chưa Nam ơi? Hào em, khỏe em cưng. Nhớ em nhiều nè. Tai nạn ok chưa? Gì? Tai nạn ok chưa là sao? Phải vết thương ok chưa? Nam Trần ơi, khỏe chưa? Anh nhớ em nhiều. Nam Trần ơi, nhớ em nhiều lắm. À, anh đang live stream Hương Lan ơi, anh không thể nghe máy của em được đâu Lan. Là, à, tối nay sẽ có chương trình Lotto Show, à, ca nhạc Lotto Show có hài kịch luôn, rất là hay nha quý vị. À, và đặc biệt là nhận được quà, có cơ hội nhận được quà Hàn Quốc của Hòa Hiệp. Đây là gọi là sữa rửa mặt trị mụn, trắng sáng da, mịn màng, rất là tuyệt vời, có nhân sâm luôn. Và nó rất là phù hợp với tất cả các loại da, đặc biệt là phù hợp tất cả các loại da. Đúng rồi, trời mưa bông bông bập bồng, mẹ đi lấy chồng, con ở quán Mít Thí ăn lẩu, ăn lẩu Bangkok. Dạ. Và bây giờ thì chúng ta chỉ còn 16 vé, chỉ còn 16 vé cho chương trình Lotto Show tối nay thôi quý vị ơi. Chương trình Lotto Show tối nay mọi người có thể vừa coi Lotto Show, vừa coi ca nhẹ, vừa có cơ hội nhận được quà Hàn Quốc của Hòa Hiệp. Rồi một chuyện nữa là góp vào quỹ gieo hạt tình thương, để ngày 1 tháng 6 này Hòa Hiệp sẽ tặng 200 phần quà cho các em mồ côi, cũng như là các em khuyết tật và các em trong ung bú. Hy vọng là mọi người hãy cùng chung tay với Hòa Hiệp. Đó, một tấm vé chỉ có 100 ngàn thôi quý vị. Đó, 100 ngàn thôi mà mọi người 3 trong 1. Đó, mình vừa được giải trí nha, được giải trí, vừa có cơ hội có thể nhận được quà sữa rửa mặt tốt này. Đó, rồi vừa được làm từ thiện nữa, thì còn gì bằng, phải không quý vị? Đó, chỉ 100 ngàn một vé thôi. Và hy vọng rằng từ đây đến 1 tháng 6 Hòa Hiệp sẽ vận động được những tấm lòng vàng để làm sao cho đủ 200 phần quà cho các em mồ côi nè, mấy em khuyết tật nè, và các em trong bệnh viện ung bú. Bây giờ mọi người chia sẻ đi, chia sẻ dùm giúp Hòa Hiệp cái livestream này càng nhiều càng tốt. Chia sẻ xong chụp hình đó, chia sẻ vô nhiều nhóm vô, chia sẻ cho Hiệp nhiều nhóm vô và cho nhiều người vào xem. Đó, thì mà chụp hình lại, ai có số lượng chia sẻ nhiều nhất sẽ nhận được cái sữa rửa mặt Hàn Quốc này. Rất tốt nha quý vị, nói lần nữa là rất tốt. Còn nếu không thì tối nay mọi người tới xem chương trình Lotto Show thì sẽ có cơ hội nhận được sữa rửa mặt này. Đó. Em ơi, xài thiệt chứ không có xài thử nghe Ngọc Thơm. Em cứ xài thiệt chứ đừng có xài thử. Em cứ thử mua vé xem Lotto Show đi cưng. Em cứ thử mua vé xem Lotto Show, rồi em tới đây anh sẽ cho em thử cái sữa rửa mặt này. Còn sữa rửa mặt là mình xài thiệt chứ mình đừng có xài thử nha Ngọc Thơm ơi. Ngọc Thơm ơi, nín thở thử coi cưng, có hiệu quả không nè? Nín thở thử coi được hay không? Mà xài em xài thử gì cưng, nín thở đi. Rồi bây giờ thì nước sôi rồi, lẩu đã sôi rồi, tôi nhào cho tôi ăn đi. Tôi đói bụng quá mà. Và mọi người biết không, nửa đêm ngày hôm qua 1:30 sáng, 2 giờ về tới nhà. Xong rồi là 7 giờ sáng xong. Rồi là lo cho cái buổi tòa đàm với cả các bậc phụ huynh và các bé của cái lớp năng khiếu Mr. Hí sớm nay. Rồi là lo Lusubu trang trí sân khấu nè. Rồi bây giờ là sửa soạn quà để tối nay tổ chức show, Lotto Show nè. Đói bụng quá, tranh thủ những giây phút nghỉ ngơi sự phạt. Bây giờ nha, là chúng ta bắt đầu bỏ rau và nước lẩu sôi rồi, hải sản Quyền ơi, Quyền. Rồi em có miếng bị ăn đòn không Quyền? Đó đây, nếu gì biết không nè, mua gì không, lấy mì gói cho anh đi, với lại cho anh nước chấm hải sản. Ôi sáng giờ chưa đi chợ rồi, biết rồi, rồi xong nha. Bây giờ mình sẽ bỏ rất nhiều đồ loại rau vào, mình trộn lên.
thịt bò luôn được. Từ từ thịt bò từ từ mình thịt bò thì mình chỉ nhúng thôi. Đấy, cái mình sẽ đảo lên, tại vì sao? Rau á, nó khi nó chín á, nước sôi nó sẽ lút xuống, dùng từ đúng không? Tại vì ở miền Trung, miền Bắc của tôi thì là xài từ là bỏ rau vào nó lút xuống. Không hiểu người miền Nam sẽ dùng từ gì. Đó. Đó, thấy chưa các bạn, thấy không? Rồi, bây giờ thì chúng ta bắt đầu thịt bò. Từ từ ăn tới đâu nhúng tới đó nha. Đó, mình nhúng này nè. Nó sẽ chín. Tại vì thịt bò để lâu bỏ vô sớm á, nó sôi nó chín quá thì nó sẽ bị dai. Đó, chúng ta sẽ nhúng. Đấy. Nhúng rồi mình lắc rồi mình nhúng đấy, xuất sắc chưa? Rồi thế là mình gắp ra chén. Đó, đây là lẩu Bangkok nha. Ăn vô là tới nóc nha quý vị. Lẩu Bangkok ăn vô tới nóc. Bây giờ mình tạm thời mình sẽ dời. Hương Lan ơi, anh đang livestream, em đừng điện thoại giúp anh nha Hương Lan ơi. À, chút xíu anh livestream xong anh gọi điện thoại cho em nha. À, rồi bây giờ là quà Hàn Quốc mình gửi cất vô đây để mà mình ăn. Mình đói bụng muốn xỉu rồi quý vị ơi, từ sáng giờ chưa ăn gì hết. Quý vị thấy thương Hoài Hiệp không? Vừa về tới Việt Nam là lao vô công việc, đủ thứ việc để làm hết. Đó, bây giờ chỉ còn 16 vé thôi quý vị ơi. Chỉ còn 16 vé cho chương trình Loto Show tối nay thôi. Mỗi người ủng hộ một vé đó, để chúng ta cùng góp vào quỹ gia hạn tình thương, để Hoài Hiệp và Bá Thắng chuẩn bị 200 phần quà cho các em thiếu nhi trong mùa lễ quốc tế thiếu nhi đó, trong mùa lễ quốc tế thiếu nhi đó. 200 phần quà, nhớ quý vị, 200 phần quà. Chia sẻ càng nhiều nhóm càng tốt nha quý vị. Chia sẻ càng nhiều nhóm càng sống tốt. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì? Để làm gì? Để làm chi? Em biết không? À, để chia sẻ chứ mà để gió cuốn đi nha cả nhà. Để gió cuốn đi là đi luôn. Còn mình đây là mình sống để mình chia sẻ, cho đi là nhận lại. Nên thì Hello chị Diễm Phương. Diễm Phương ơi, ăn gì không Diễm Phương ơi? Muốn lấy cái gì? Đây, cái phải canh. Đũa, bên kia. À, đây mình trụng Yến Nhi. Anh mua quà Hàn Quốc cho em rồi nè. Miếng gió lên em. Không được rồi, lấy ăn mày gọi. Em bật cái gió cho quạt cho đó đi, nó bay gió. Lâu rồi lắm. Hello chị Lâm Thu Thủy, trời ơi chị Lâm Thu Thủy, em thèm quá chị Lâm Thủy ơi. Chị có thèm lẩu Bangkok không? Năm nay em bay ra, ăn mới được. Năm nay sao? Đừng quay lại gần, chị thấy đói bụng. Đây em quay, em chị càng nói em càng quay. Chị càng nói em càng quay. Giờ chị order đi. Tối nay chị Thủy đi 8 người. Tối nay chị Thủy đi. Rất là ngon nha cả nhà ơi. Nước lại sôi nữa rồi. Sôi sùng sùng sục luôn. Bây giờ chúng ta chỉ còn 16 vé nữa thôi quý vị ơi. Mệt không? Dạ đuối lắm chị. Sáng sớm em phải dậy sớm nè. Em phải lo chuẩn bị cho chương trình gọi là offline. À, chương trình khai giảng lớp học năng khiếu cho các bạn. Rồi sau đó em chạy vô thăm ba xong chạy đi công việc, mới vừa về đói muốn xỉu luôn. Chị Thủy về, chị Thủy ngủ được không? Hello anh Lê Lâm. Lê Lâm khỏe không? Hình như anh Lê Lâm hết thương em rồi. Anh Lê Lâm quên em mất tiêu rồi. Anh Lê Lâm ơi, anh không còn nhớ đến một người em trai tên là Hiệp Hí nữa. Anh đâu mất tiêu rồi, em không thấy mặt mũi anh luôn. Dạo này hình như anh không còn đếm xỉa gì tới em nữa. Tuy em đang đói bụng lắm anh ơi, nhưng em vẫn phải hát. Em hát để nói lên sự nỗi niềm của một người anh trai đã quên mất một đứa em trai tên là Hiệp Hy. Diệu Mỹ ơi, ngày mai nha, ngày mai đi Hàn Quốc về khi nào? Hồi sáng nay anh ơi, sáng nay. Nhờ Diệu Mỹ ơi, bây giờ hôm nay rảnh không, qua ăn với anh đi. Tối nay có chương trình Loto Show nè Diệu Mỹ ơi. Qua đi anh tặng quà cho em nha. Tối nay đi coi Loto Show đi, anh tặng quà cho em nghe Diệu Mỹ. Còn ngày mai đi hãy ăn uống gì Thắng. Ngày mai đi hãy có bánh khọt nha. Dưa hấu taxi muội má ơi nó ngon. Thiệt đó, đi Hàn Quốc một tuần. Cái mình thèm đủ thứ, thèm trà sữa Mr. Hi. Thì thèm không? Thèm quá trời thèm luôn, thèm luôn cái ly. Tại vì trước khi ra sân bay đi Hàn Quốc đó là order 5-6 ly, chị Liên đó order 5-6 ly trà trái cây. Đó, ra sân bay là bao ngon bao phủ phê. Ha, học kim chi hải sản. Qua tới Hàn Quốc ăn kim chi ngập mắt, còn được học thêm bí kíp làm kim chi thật là ngon, Hòa Hiệp kịp học luôn.
Nhưng mà không cái gì đó. Trời, cái kim chi tôi biết làm mà, tôi làm còn ngon hơn của người ta nữa mà, tôi học cái gì, tôi tưởng mơ bệnh á, có một cái công thức mới hoặc là cái gì nó ngon hơn, nó hấp dẫn hơn, tôi học hỏi mà rốt cuộc là chị còn không có chi tiết như tôi. À, thật sự là một tuần rồi ở bển nó thèm đủ thứ thì nó thèm trà sữa mấy tờ hí, thèm trà dưa hấu tác xã, thèm Việt Quốc tác xã, ô gia trà đào, trà vải gì đó, rồi quá thì thèm luôn. Hello Đặng Bảo Lâm, à, cả nhà ơi bán cho 100 ly nha. Ok Ái Trương, à, chọc ghẹo không phải không? Đây là chọc ghẹo nè đúng không? Bán cho chị 100 ly em bán thiệt nha chị Ái Trương nha. Mình nói là mình phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình nha chị Ái Trương. Nha chị Ái Trương. Anh, alo anh thấy em không? Hello Mai Trần Tự Quyên, à, tối nay tối thèm hả? Order đi cưng, order đi, mai anh qua ăn bánh khọt. Ok, hồi anh nói không mà, anh hứa không mà, anh không bao giờ giữ lời hết Lê Lâm mà, anh không bao giờ giữ lời hết. Chia sẻ nhiều nhóm quá có được tặng quà? Có được chứ, chia sẻ càng nhiều nhóm sẽ được tặng quà. Bây giờ chia sẻ số lượng tăng lên, số lượng coi tăng lên thì bạn sẽ có cơ hội nhận quà, nhưng mà phải chụp hình lại nha. Hello Cẩm Lâm, tối nay các quý vị, tối nay là vào lúc 19:30 có chương trình Loto Show tại lầu 4 quán Mr. Hí, 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. À, khi mà tới xem chương trình Loto Show, mình vừa xem ca nhạc, vừa xem hài kịch, rồi vừa được chơi Loto và có cơ hội nhận được phần quà sữa rửa mặt xăm nhân xăm của Hàn Quốc rất là tốt, rồi được làm từ thiện nữa nha quý vị. Tại Hòa Hiệp đang vận động 200 phần quà cho các em mồ côi cũng như là các em trong ung bú, 200 phần quà đó, chỉ cần mua một tấm vé 100.000 thôi là mọi người có được 3 trong 1, vừa được giải trí nè, vừa được nhận quà mà, và vừa được làm từ thiện luôn, đúng không Bá Thắng? Chính xác là như vậy. Ngày 1 tháng 6 khi các bé mà được cha mẹ dẫn đi chơi tung tăng thì cũng có một số bé đã phải nằm trong bệnh viện á. Cái tâm lý của những bé mà nằm bệnh viện á tội nghiệp lắm. Tại vì con nít mà nó cũng có sự ganh tị á, mà nó buồn nó nhìn thấy cha mẹ bạn bè dẫn nhau đi chơi, riêng á thì là nó phải nằm trong bệnh viện, tủi thân lắm. Nên thì Thắng và Hiệp là sẽ kêu gọi mọi người cùng đồng hành với mình để tạo ra những phần quà nho nhỏ tặng cho các bé, để cho các bé có một cái gọi là niềm vui nho nhỏ trong những cái giây phút mà đớn đau nhất. Tại vì bức bách lắm với ở nằm bệnh viện, mà nhất là ở trong ung bướu là không biết ngày mai sẽ như thế nào. Nên thì Thắng và Hiệp muốn kêu gọi mọi người cùng đồng hành bằng cách là Thắng và Hiệp cũng tạo nên những món quà gửi tặng ngược lại cho mọi người. Đó là cái chương trình Loto Show. Cái số tiền mà bán vé được ngày hôm nay á, mình sẽ quy vào cái quỹ gia hạn tình thương để tạo nên những phần quà. Nên thì khi các bạn đến với chương trình Loto Show, có nghĩa là các bạn đã và đang cùng chúng tôi tặng những món quà đến cho những bé nhỏ, những thiên thần nhỏ của chúng ta đang nằm trong bệnh viện, trùng vô cái ngày là quốc tế thiếu nhi, cái ngày mà vinh danh các bé, mà các lại những bé đó thì là quá thiệt thòi đó. Thì Thắng kêu gọi mọi người hãy cùng chung tay, cùng đồng hành cùng Ba Thắng và Hòa Hiệp trong những cái chương trình thiện nguyện. Còn những ai muốn tặng thêm gì nữa thì cứ tặng thêm. Còn mà Hàng Như Hoàng Vân nè, chị Hoàng Vân là bữa hôm rồi cũng đồng hành là cũng một số chăn mùng mền đi cho các người mà vô gia cư đó. Chị Hoàng Vân, chị Hoàng Vân Nguyễn ơi, lần này ngày 1 tháng 6 chị có đồng hành gì không nè? Chị kêu gọi những cô chú ở trong sở y tế cùng đồng hành luôn nha. Chỉ còn 16 vé nữa thôi. Chỉ còn 16 vé nữa thôi nha cả nhà. Chỉ còn 16 vé tối nay nữa thôi thì chúng ta tạo nên những món quà thật là đặc biệt, thật là ý nghĩa dành cho những bé đang nằm trong bệnh viện ha. Cho nhau một nụ cười, đúng rồi, cho nhau một nụ cười. Nụ cười là 10 tang thuốc bổ. Mình cứ cho nhau đi, rồi từ khách tự nhiên mình sẽ đón nhận được những cái mà siêu bất ngờ. Đấy, có những cái mình tính trước bước hôm qua, nhưng có những cái mình không có nghĩ là nó sẽ đến với mình khi mình chia sẻ với những người thiệt thòi, thì tự nhiên nó lại đến với mình một cách bất ngờ và mình không nghĩ đó là những cái mà nó mình không tưởng tượng được. Có sếp có nha Diệu Mỹ, chết rồi. Diệu Mỹ ơi, hai ly có sếp nha. Diệu Mỹ ơi, hai ly có sếp, em order đi, anh sếp cho em nha. Ở nội thành thành phố Hồ Chí Minh thì tất cả mọi nơi đều ship nha mọi cả nhà.
ở nội thành thành phố Hồ Chí Minh nha, là ở đâu bên Mr. Hit Công Ship luôn. Số điện thoại là 0906 911 996 nha cả nhà. Đó, tôi bị lão hóa vì tôi phải đem mắt kiến vô tôi mới thấy được là trời ơi nó ngon, trời ơi, tao nói ngon gì đâu quá trời. Nói chung là 5 ngày qua bên ăn Hàn Quốc, đồ ăn Hàn Quốc không đó, nó ngán nó tận họng, cho nên bây giờ nó thèm đồ Việt Nam. Ta nói nhất là đồ quán Mr. Hit, ta nói nó ngon. Hello Xuân Đào, Xuân Xuân Đào, Xuân Xuân Đào đó em. Hiệp nói đi, ăn hoài nói gì giờ, trời ơi đói bụng lắm, từ sáng giờ chưa có ăn gì hết hả. Bây giờ cho bá Thắng nói chuyện với mọi người, Hiệp và Hiệp no xong rồi Hiệp nói chuyện với mọi người nha. Bây giờ chỉ còn 16 nóng quá, chỉ còn 16 vé nữa thôi quý vị, chỉ còn 16 vé nữa thôi. Xuân Đào ơi, tối nay em đến với chương trình Lotto Show, em sẽ có quà. Xin lỗi em ơi, điện thoại giùm anh đi. Hello 0906911996 nha cả nhà. Em ơi, em điện thoại giùm anh đi. Diệu Mỹ ơi, Diệu Mỹ à, điện thoại giúp anh nha. Anh đang ăn em ơi, bây giờ em phải điện thoại giúp anh đi. Em thương anh, em có thương anh không? Em thương anh thì em điện thoại đi 0906911996 nha. Chỉ còn 16 vé nữa thôi. Diệu Mỹ ơi, chụp hình lại kìa. Đưa gửi ship kìa. Rồi để thăng chụp hình lại. Cả nhà ơi, cả nhà đừng có order trên cái máy này, trên livestream nha. Cả nhà chịu khó giúp Thắng là gọi điện thoại vào hotline để mà ship hàng cho tờ đúng nơi đúng địa chỉ nha. Tại vì khi mà mình livestream mà mình cứ nhắn như vậy nè, Thắng phải chứ. Tại vì cũng hơi khó cho nhân viên ấy. Mọi người ơi, chỉ còn 16 vé nữa thôi, 16 vé nữa thôi cho chương trình tối nay là Lotto Show với nhiều khách mời rất là tuyệt vời. Và Hòa Hiệp đang cùng với bá Thắng vận động 200 phần quà cho các em nhân ngày quốc tế thiếu nhi. Các em mồ côi nè, những cái em trong quân bú nè. 0906 911 996 cưng ơi, ghim ở dưới này luôn rồi nè. Ủa Hiệp, anh có ghim ở dưới đó, Diệu Mỹ anh có ghim ở dưới đó. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ còn 16 vé cho tối nay thôi, một vé chỉ có 100.000 thôi, mà chúng ta có thể vừa xem ca nhạc, vừa xem lô tô, vừa chơi lô tô nè, rồi vừa được có cơ hội nhận quà Hàn Quốc của Hòa Hiệp nữa, rồi đặc biệt là chúng ta cùng đồng hành với Hòa Hiệp và Bá Thắng đem những phần quà cho các em nhân ngày quốc tế thiếu nhi kém may mắn nha quý vị. Nãy giờ có 4 vé à trời, có ai mua ủng hộ thêm vé không nè, có ai ủng hộ thêm vé không? Chỉ còn 16 vé thôi quý vị ơi, chỉ còn 16 vé nữa thôi. Chị còn 16 vé thôi. Chị ở xa quá, chị có thể ủng hộ nha chị. Chị có thể ủng hộ và chuyển khoản cho em cũng được. Em sẽ ghi nhận tấm lòng vàng của chị nha chị Ái Trương ơi. Chị Ái Trương ơi, chị ở đâu? Ở đâu mà xa em nè chị Ái Trương ơi. Chị Ái Trương ơi, chị ở tận phương trời nào mà chị nói ở xa quá. Ông đang đói mà cũng gồng ông hát cho bằng được. Đói dữ lắm cái gì? Đói dữ lắm. Tháng rồi lại không? Từ sáng giờ làm việc là bở hơi tai không kịp thở luôn á. Biết bao nhiêu việc để làm. Wow, bò ngon quá. Ngon quá. Ok Ngọc Võ, I love you Ngọc Võ. Vậy là Ngọc Võ 2 vé. Như vậy là được 6 vé rồi quý vị ơi. Trời ơi hạnh phúc quá. Được 6 vé rồi. Như vậy là chúng ta đã được 6 vé rồi quý vị ơi. Chỉ còn 14 vé nữa thôi. Chỉ còn 14 vé nữa thôi. Ăn nửa trời chứ giờ không ăn làm sao. Ăn không ăn đói làm sao. Ăn vô để mà có sức khỏe chứ. Ở Phú Quốc em ơi hả? Ôi, ở Phú Quốc xa lắm chị ơi. Chị nếu chị muốn cùng đồng hành với em, chị có thể chuyển khoản. Chị có thể chuyển khoản cho em nha chị. Anh mới chụp hình gửi vào á. Mập có sao đâu, mập đẹp. Mập đẹp nha, mập đẹp. Ốm cao sang lùn quý phái, mập dễ thương, đẹp như ba Thắng là cu ta. Ừ,
Chỉ còn 14 vé thôi nha quý vị, chỉ còn 14 vé thôi. Hòa Hiệp tin chắc chắn rằng những người thân yêu của Hòa Hiệp đang theo dõi livestream này sẽ cùng đồng hành với Hòa Hiệp. Một vé chỉ có 100.000 thôi. 14 vé mà 300.000. Mình có thể xem được ca nhạc nè, vừa nghe lô tô, vừa được có cơ hội nhận được quà Hàn Quốc của Hòa Hiệp nữa. Rồi đặc biệt là có thể làm từ thiện cùng với Hòa Hiệp nữa. 200 phần quà cho các em mồ côi và bệnh viện ung bướu nha quý vị. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi. Những người bạn của Hòa Hiệp trên đang xem livestream này thân mến, cho dù mình ở bất cứ nơi đâu mà mình có một tấm lòng cùng muốn đồng hành thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến hotline hoặc là inbox cho Hòa Hiệp để Hòa Hiệp có thể nhắn cái số tài khoản á, mọi người có thể chuyển khoản vào và chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau mua nên tạo nên những món quà ha, mua tạo nên những món quà nhé. Trang như Xuân Đào nè, Ngọc Võ luôn đồng hành cùng với Hòa Hiệp, Ada luôn đồng hành với Hòa Hiệp nè, Ruby Diệu nè, chị Lâm Thu Thủy nè, anh Loan Diệu Phúc nè, anh Loan Diệu Phúc, quên anh Phúc, chị Loan ở Denver Colorado, rồi chị Hương ở Cali nè, rồi nói chung là rất nhiều những mạnh thường quân cùng đồng hành. Tại vì khi mà ba tháng Hòa Hiệp nói ra một cái chương trình á, và mọi người cho dù ở Tâm đâu Lâm, và những cái gì á, Tâm Lâm, hello Tâm Lâm, em khỏe không, em ngủ dậy chưa nè, tối nay nhớ đi xem Lotto Show nha tí ơi, nhớ dắt Lâm Lâm đi coi nha cưng. Gì đồ ăn ngon nên biểu cảm mình sẽ ngon mà thôi. Em hoài bé Hiệp fan, mai anh ship qua nhà em đi, thêm hai ly trà sữa Thái. Hiệp fan ơi, tối nay nha, tối nay chương trình Lotto Show, tối nay nghe Hiệp fan ơi, Hiệp fan à, tối nay là chương trình Lotto Show. Tối nay chứ phải ngày mai nha cả nhà. Ngày mai anh sẽ vào bếp và làm bánh khô thần thánh. Mở hàng buổi chiều. Dạ. Không, tại vì mở hàng em đang coi lối thoát nghề nghẽ hả? Cũng vô bệnh viện vậy hả? Chỉ còn 14 vé thôi nha quý vị, chỉ còn 14 vé cho tối nay thôi. Chỉ còn 14 vé tối nay thôi, một vé là 100.000 đồng. Vì Hòa Hiệp fan là ủng hộ hai vé, như vậy là chúng ta đã được 8 vé rồi quý vị ơi, chúng ta chỉ còn 8, còn 12 vé nữa thôi quý vị. Trời ơi, quá tuyệt vời. Anh Hiệp làm em mới ăn nha. Gì anh làm gì cưng, em muốn làm gì? Làm món á, làm bếp á. Em muốn order gì em cứ gọi nha. Lâm Tâm, Tâm Lâm, Lâm Lâm, tên gì đâu quá trời tên hả. À, hôm nay không đi được, ủng hộ hai vé. Ok, ngày cảm ơn Hiệp Phan. Đồ đồ nước. I love you Hiệp Phan. Không. Bạn Hiệp Phan cũng là người mà luôn đồng hành với Hòa Hiệp, luôn là một tấm lòng vàng, một tấm lòng vàng trong nhóm của Hòa Hiệp, luôn là đóng góp trong cái quỹ gieo hạt tình thương, luôn ủng hộ Hòa Hiệp cùng với các bạn Ngọc Võ, Ruby Diệu, Adam Trần này nọ. Hello Minh Minh, Minh 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 ơi, Minh ơi, Minh ơi, Minh ơi, Minh ơi, Minh ơi. Tối hôm nay á, tại vì tối hôm qua là có cái show Darkwin của nhóm Vương Tình Văn, và tối hôm nay Vương Tình Văn cũng biết là một cái chương trình mang ý nghĩa như vậy. Vương Tình Văn cũng tại vì không có trong poster, nhưng mà Vương Tình Văn nói là Vương Văn tối nay sẽ có mặt và biểu diễn một tiết mục Darkwin tặng cho khán giả trong chương trình Lotto Show tối nay. Đó. Còn Minh Minh thì sao nè? Minh Minh, em đâu rồi? Tốn qua làm công làm gì? Hoàng hậu với vua rồi, quá trời quá đất mà. Không có gì đâu anh. Cả nhà ơi, vậy là chúng ta chỉ còn 12 vé thôi nha quý vị. Chúng ta chỉ còn 12... I love you kìa. Chúng ta chỉ còn 12 vé thôi. Cả nhà ơi, cái tình yêu của tôi ơi, chỉ còn 12 vé nữa. Mỗi người ủng hộ một vé, có nghĩa là mỗi người đã đóng góp cho một phần quà cho các em mồ côi khuyết tật. Ồ, cũng vô dần luôn ha. Chỉ còn 12 vé thôi quý vị ơi, chỉ còn 12 vé thôi. Chương trình tối nay sẽ rất là hay. Có Vương Tình Văn sẽ đóng góp một tiết mục đặc biệt, đặc quyền, rất là đặc biệt. Còn Minh Minh thì tối ngày I love you không à. I love you, you love me. Oh, I don't know.
Rồi chị là chót lưỡi bờ môi. Mình ơi chót lưỡi bờ môi. Mình ơi chót lưỡi bờ môi. À, nay em qua lấy mà cả hai bận rồi nên không có chào được. Bờ hồi nào? Xào xạo à. Đừng có ba xào nha Minh. Nha. Bớt xào nha Minh. Bớt xào nha Minh. Anh còn giữ tấm hình vết cổ nha. Hiệp Phan, số điện thoại ok Hiệp Phan. Gì vậy ông nội? Đau quá, đau quá. Thà chứ gì. Mở quạt máy mình đi. Cho tôi chụp hình cái số điện thoại của Hiệp Phan. Nhắn tin cho anh Hậu đi, kêu Hậu tối nay lên chơi Lô Tô Show đi. Anh Hiệp nhắn. Cảm ơn các tình cảm của tất cả mọi người. Như vậy là chúng ta đã 8 vé rồi. Hiệp Phan ủng hộ 2 vé nè, Ngọc Bộ ủng hộ 2 vé nè, Ruby Diệu 2 vé nè, chị Xuân Nguyễn 2 vé. Như vậy là chúng ta được 8 vé rồi. Chỉ còn 12 vé nữa thôi quý vị. Chỉ còn 12 vé cho tối nay thôi. Nếu mà hôm nay mà live stream mà được 20 vé là Hòa Hiệp sẽ rất là vui, sẽ rất là hạnh phúc á. Em muốn gặp hai anh em gọi điện thoại trước thì lén lén đi, tới rồi là vu khống là tôi bận rộn rồi không gặp tôi là sao? Bớt và xạo nghe mình, càng nói càng sai trái nghe mình. Nói chuyện từ tối nay đi. Tối nay nha cả nhà ơi, cả nhà à. Có 12 bé nữa. Nói thì thôi chứ Thắng vẫn muốn kêu gọi mọi người cùng đồng hành với chương trình là gieo hạt từ gì? Gieo hạt tình thương. Cùng với ba Thắng và Hiệp tạo nên những món quà thật đặc biệt, thật là ý nghĩa. Tặng cho các bé cho bệnh viện ung bướu nhân ngày quốc tế 1/6. Các bé rất là tội nghiệp thưa quý vị. Thắng có vô thăm các bé mấy lần rồi. Thường thường thì 1/6 này, Trung Thu hay Tết thì Thắng cũng đều kêu gọi cho các bé những cái bao thơ lì xì, những cái món quà, rồi những cái lồng đèn chơi, những cái dịp như vậy á. Thắng thấy là thật là tội nghiệp các bé. Mà thấy những cái đầu chọc lóc thấy thương lắm. Rồi thật sự là mấy bé rất là ngây thơ, rất là hồn nhiên khi mình tới mình thăm và hát tặng các bé, các bé cười rất là tươi. Nhưng mà tự nhiên mình những lúc như vậy Thắng không có cầm lòng, không có cầm được nước mắt. Tại vì không thể biết được tương lai các bé sẽ như thế nào, nên thì thôi mình chia sẻ được cho nhau với nhau những cái gì ngay lúc này thì mình hãy chia sẻ. Còn một giờ bệnh viện ung bướu, một giờ ngày 1/6 thì ba Thắng sẽ vô hát tặng cho các em ở trong đó. Dạ. Rồi tặng quà luôn 1/6 là lúc 1 giờ trưa. Đó cho nên bây giờ Hòa Hiệp đang vận động tất cả mọi người sẽ cùng chung tay với Hòa Hiệp và Bảo Thắng sẽ làm 200 phần quà nha. Dạ. 200 phần quà. Còn những bạn nào mà nói có nhắn comment là không ở xa quá, không ủng hộ chương trình được, không đến xem chương trình được thì các bạn có thể chuyển khoản nha. Thật sự là Thắng không bao giờ xin gì cho Thắng, mà Thắng xin người Thắng chay lì lắm. Thắng vẫn xin. Tại vì là không đi được thì các bạn cứ chuyển khoản. Số tiền Tuyết Phương chị ủng hộ 12 vé. Chị Tuyết Phương. Yeah. Oh. Hello Khánh Bình. Đi Hàn Quốc, quên đi Canada về chưa Khánh Bình ơi? Khánh Bình đi Canada về chưa? Đó thì tôi xin là từ đầu. Tôi vẫn chay lầy xin là từ đầu. Thật sự xin cho các bé thì là một đó là Thắng cảm thấy đó như là một cái nghĩa vụ của mình vậy đó. Thắng luôn luôn trường cái mặt mình ra đi xin. Thắng đi hát ở Mỹ hay ở Nhật hay ở Đài Loan hay gì đó thì Canada thì Thắng vẫn trường cái mặt mình ra đứng kêu gọi các mọi người cùng đồng hành với Thắng và Hiệp để tạo nên những. Khánh Bình ủng hộ bao nhiêu nè? Anh Khánh Bình về nước chưa? Thèm món ăn chỗ mình nè. Khánh Bình ơi, 1/6 này Hòa Hiệp vô ung bú nè, hát và tặng quà luôn, 200 phần quà. Khánh Bình ủng hộ bao nhiêu phần quà nè? Khánh Bình ơi, chàng ca sĩ đáng yêu, mập mập bụng miệu của tôi ơi, 16 tây chàng ấy mới về. 16 tây tháng 12 hả? Wow, đi dữ hen. Bình ủng hộ bao nhiêu phần nè Bình ơi? 200 phần Bình ơi.
Cho là nhận Bình ơi. Mùa này Canada đẹp không Bình? Bình ơi Bình. Bình ơi Bình. Bình 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 về hồi sớm nay anh sẽ tặng 200 phần quà cho các em trong bệnh viện ung bú đó, các bạn nhỏ đó, thiên thần nhỏ đó. Em ủng hộ bao nhiêu tiền, nói thẳng luôn, em ủng hộ bao nhiêu tiền để anh đi mua quà. Bình ơi. Rồi ok chị, ok chị. Rồi em cảm ơn chị Tiết Phương nhiều. Vương Tịnh Văn, tối nay tiết mục gì nè? Vương Tịnh Văn đang ở đâu? Qua đây ăn với anh nè, anh nhớ em nè, anh nhớ em, anh nhớ em nhiều lắm Vương Tịnh Văn ơi. Em vô em coi sư tỷ, không phải sư tỷ, sư muội của em lúc nào cũng ba sao với anh kìa Vương Tịnh Văn ơi. Thì tặng 200 phần quà cho các em mồ côi khuyết tật, cái hỏi phần quà gì hoài vậy trời. Ý các bạn có đóng góp gì không? Thì bây giờ mọi người đưa tiền cho Hòa Hiệp, xong Hòa Hiệp mua 200 phần quà để gửi tặng cho các bé. Hiểu chưa? Không, mà bây giờ mình không có ước lượng được mình quyên được bao nhiêu tiền nên mình cũng không biết là sẽ có quà gì. Nhưng mà được bao nhiêu tiền á thì mình sẽ share đều 200. Dương Đình Giang xuống đây ăn với anh nè. Xạo. Dương Đình Giang xuống đây ăn. Ủa, với anh. À, chị Lầu xuống đây, xuống đây. Em còn sống hả Minh Minh? Ôi em vẫn còn sống ư? Xuống đây. Ôi vậy mà anh đã tưởng em mất rồi chứ. À Bình ủng hộ 50.000 Canada được không? Wow. Ủa 50.000 Canada là bao nhiêu? Là 50 đô hả? Là 50 đô Mỹ á phải không? 50.000. Ủa gì 50.000 dữ vậy ông nội? 50 đô Canada hay là 50.000 ông nội? Là 1 triệu. Ok Bình, cảm ơn Bình nhiều. Như vậy là tấm lòng vàng của Bình ủng hộ 1 triệu đồng. Yeah. Cảm ơn thay mặt những thiên thần nhỏ, cảm ơn Khánh Bình nha. À, về đưa Hiệp nha. Ok bây giờ Hòa Hiệp ứng cho Khánh Bình 1 triệu. Hiệp lấy tiền lời nha Bình. Hiệp lấy tiền lời nha. Một ngày Hiệp lấy tiền lời 100. Đó, ngày mười mà chừng nào mà Bình đưa cho Hiệp thì cứ tính nhân ngày lên là mình tính trả tiền lời cho nhau nha. Nha Khánh Bình. Khánh Bình đồng ý không nè? Ồ Minh tới rồi, nó tới rồi. Nó đi rồi hả? Lấy chén cho anh Dương Đình Văn cho em. Ăn miếng đi, không có mập đâu. Hôm qua thấy hốc hác dữ lắm. Ăn vô bồi bổ đi. Hôm qua là sạch máu, tôi biết. Hôm qua là sạch máu. Chén qua này sáng sạch. Em nước súp em nè. Đâu hết trơn rồi trời. Nó đi lên vô lấy rồi. Uống gì anh mời. Trời ơi đừng có mắc cỡ. Thằng Minh Minh em phải tranh thủ em phải chứng minh cho thằng Minh Minh thấy là em không ba xạo. Em ơi cho anh. Còn Minh Minh nó rất là ba xạo, nó ai nớp như anh không mà không bao giờ anh gặp mặt nó hết trơn á. Đó, nó nói nó còn sống kìa, Dương Định Giang. Dọn này dầm anh đi. Đó là tiết mục gì ạ? Bí mật, người ta có hỏi bí mục gì. Trời đất ơi, tối nay nó sẽ lấy tiết mục của Minh Minh tối qua nó hỏi, hỏi Dương Định Giang uống gì nè. Hiểu không? Gây thù chút quá với chị em phải không? Hỏi là Vương Tịnh Văn tối nay diễn tiết mục bí mật anh ơi. Nhưng mà là tối hôm qua là Minh Minh diễn gì thì tối nay diễn lại. đâu có diễn được giống chị rồi, chị chơi chiêu nhiều quá. Không có. Đó sư tỷ em hả? Sư muội. Đó chị em. Hả? Chị em. Ủa vậy là sư tỷ hả? 10 phút nữa có mặt nha. 10 phút nữa không có mặt tính gì Minh Minh. Bây giờ là 10 phút nữa không có mặt tính gì Minh Minh. Ok. 3 giờ rưỡi nè. Bên này 4 giờ sáng rồi Minh Minh nha. Ok, máy bay chàng trai gì? Múp múp mụm mụm mỉm mỉm. Khánh Bình của tôi. Nhớ nha, ủa giờ quên nữa, em có ok không vậy? Một ngày 100 ngàn tiền lời. Một ngày 100 ngàn tiền lời Khánh Bình ơi. Trước khi ngủ trả lời đi Bình ơi. Vẫn chơi chứ, ok, cảm ơn Bình nhiều nha. Hòa Hiệp sẽ ứng 100 ngàn của Khánh Bình vào quỹ gieo hạt tình thương để chuẩn bị 200 phần quà cho các bạn nhỏ. Trời ơi, chị Phương người ta sống ảo ghê chưa. Bây giờ mà vẫn còn check in Hàn Quốc. Ăn tối nha. Em muốn ăn rau không hay ăn mì? Thôi được có được. Muốn ăn gì? Bây giờ bỏ mì gói vô đi. Cá gì kìa? Anh nói cá gì kìa? Ai? Minh Minh. Trời ơi. Hello Cẩm Tú. Tỉnh hồn như Cẩm Tú. Qua quánh con văn. Miếu bể đầu kìa. Tối hôm qua là chị em hại nhau trên sân khấu rồi.
tôi tức quá, tôi qua tôi không được coi, tôi tức dễ thì nó nắm đầu nó giọng cái kinh luôn nè. Tối qua ai phá sân khấu nhà tôi hôm nay hư cái đèn của tôi kìa, đèn cóc đứt dây đứt gội chở nó hồi sáng, hôm nay tôi mới nối lại đó. Diễn mà hả, đá dây đá rồi đứt suốt dây nhà tôi luôn hà. Trời đó coi biết gì vô, em không có biết gì về điện hết trơn á anh. Mai mốt hà cứ lấy sân khấu tôi lấy thêm tiền hao mòn khoảng thèm nhà để chị em mà bớt hại nhau, bớt quánh lộ trên sân khấu hư nhà tôi kìa. Dương Định Giang đối thượng Minh Minh kìa, hôm qua Minh Minh làm đúng không? Ừ, 10 phút qua đây anh xử em nè. Kìa, ôi dạ, nó chưa qua đúng không? Ai biết nó 10 phút nữa có mặt kìa. Kìa Minh Minh ơi, vô tình trạng đó em xạo kìa. Thủy Nguyễn cảm ơn. Cái phim nó sẽ mãi mãi không có tập cuối. Mãi mãi trường tồn không có tập cuối nha cả nhà. Quý vị ơi, tối nay nha quý vị, tối nay là chương trình Lotto Show nha quý vị. Chương trình Lotto Show chỉ còn vài vé nữa thôi nha cả nhà ơi. Chương trình Lotto Show vào lúc 19:30 tại sân khấu Mr. Hí, lầu 4, 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 19:30 đến 22:00. Bây giờ các bạn đã nghỉ hè rồi nè. Tha hồ mà được đi chơi Lotto, xem văn nghệ đó. Và một tay tháng 6 này Hòa Hiệp vào lúc 1 giờ thì Hòa Hiệp sẽ cùng bé Minh Vi sẽ cùng bé Mai Vi vào bệnh viện ung bú phát quà nè, cũng như là hát tặng cho các bé trong đó, đem lời ca tiếng hát để tặng cho các bé trong bệnh viện ung bú. Long Hồ kìa, bữa nay Long Hồ dẫn bạn gái đi chơi tung tăng lắm nha. Hoàng Thái, hello Trần Trung. Ngọc Hiền, em hỏi Như Quỳnh để làm gì? Em muốn biết Như Quỳnh đâu thì mua vé tối nay đi coi Lô Tô đi. Như Huỳnh đang đi hút mỡ để tối nay diễn nha cả nhà. Ê, đưa cho Dương Đình Văn cho sửa rửa mặt đi. Em có rửa mặt không? Không bao giờ rửa mặt hả? Em có thích không? Em rửa mặt chứ anh. Tôi đi tặng đi. Tôi đi với ông bạn. Để cho Minh nó thấy. Thôi. Giao Phạm hả? Có quà Hàn Quốc cưng. Tối nay đi, tối nay tới chương trình Lotto Show đi. Tan. Đây, tặng cho người nha. Em cảm ơn chị Tuyết Phương rất là nhiều, chị Tuyết Phương ơi. Em cảm ơn chị Tuyết Phương nhiều. Đó, Minh Chứng nha. Đó đi Minh, có quà nè. Chị ơi, qua đây đi. Em với chị chia đôi. Chia đôi cưng mà. Em không có giận chị qua đánh em đâu. Em cảm ơn chị Tuyết Phương rất là nhiều, chị ủng hộ em 12 vé. Cảm ơn chị Tuyết Phương rất là nhiều. Như vậy là em đã chị đã đóng góp vào cái quỹ giao hạt tình thương của em để ngày 1 tháng 6 này em và Ba Thắng sẽ thay mặt cho tất cả mọi người chuẩn bị những phần quà cho các em ở trong bệnh viện ung bú, cũng như là đem lời ca tiếng hát đến cho tất cả các em, và đồng hành đó sẽ phát cho những phần quà cho các em mồ côi. Mỡ của chị Quỳnh nó nôn nào bỏ chứ hút không hết nổi. Ê sôi rồi nè. Tôi nói bạn bè lên đây chị nhắm cơ hội là hại nhau thôi. Xin chào những người bạn của Hòa Hiệp. Như vậy là Hòa Hiệp đã nhận được 20 vé rồi đúng không? Đã được 20 vé rồi. Chị Tuyết Phương là 12 vé. Chị Tuyết Phương 12 vé. Hiệp Phan là 2 vé, là 14 vé. Ngọc Võ 2 vé là 16 vé. Với ai 4 vé? Xuân Nguyễn 2 vé là 18 vé. Và 2 vé nữa là của ai ta? Ai vậy cả? Quên rồi. Ai 2 vé nữa tôi quên vừa rồi cả. Như vậy là 1 triệu đồng của 1 triệu đồng của ca sĩ Khánh Bình. Ca sĩ Khánh Bình rất là vui. Và từ đây cho đến 1 tháng 6 thì Hòa Hiệp sẽ nhận những tấm lòng vàng của tất cả mọi người cùng chung tay với Hòa Hiệp để cho ngày 1 tháng 6 phát những phần quà cho các em trong bệnh viện ung bú cũng như là các em mồ côi nha quý vị. Nhưng ngày quốc tế thiếu nhi, Sang Nguyễn ơi, nhớ Sang Nguyễn nhiều nè. Sao nhắn tin cho Sang Nguyễn không trả lời Hòa Hiệp vậy?
Dạo này đưa hình Khánh Bình lên không không còn nhớ Hòa Hiệp nữa hả Sang Nguyễn? Tối nay đi coi lô tô đi Sang Nguyễn ơi. Sang Nguyễn ơi, tối nay đi coi lô tô đi, tặng quà Hàn Quốc cho Sang Nguyễn nè Sang Nguyễn ơi. Hello, cỏ ba lá, chị có không nè? Có. Tối nay chị qua đi, qua coi lô tô show em đi, em sẽ tặng quà cho chị nha, chị cỏ ba lá. Biết rồi, tôi nhắn tin rồi mà. Bạn chốt lại chị Loan có bao nhiêu vé? Liên lạc chưa được, có số điện thoại luôn này mà chưa gọi được. Loan nhỏ tuổi hơn mà cái kia nó chị hoài, tội nghiệp nó nhỏ. Im lặng cái gì? Em gỡ hết cái sân khấu đó hết rồi đúng không? Để anh treo đồ của anh lên. Treo đồ trang trí tối nay lên. Cái quà cái còn chảnh không? Bao nhiêu còn? Chuyên môn. Không bao giờ treo giữa sân khấu. Ờ, tức là không lết bên bên. Giữa mà. Không dám đâu lết bên khấu mà. Mà mốt treo á là em để ngay cái tim là cái đèn chiếu á. Là đúng. Giữa sân khấu á. Mọi người bị lợi. Ok Sang Nguyễn, tối nay mua mấy vé này Sang Nguyễn ơi. Tối nay Sang Nguyễn ủng hộ mấy vé nè. Hello Tiền Hang Lê. Tại vì Hòa Hiệp muốn tối nay càng đông càng tốt, mọi người ủng hộ càng nhiều càng tốt. Bởi vì như vậy thì Hòa Hiệp sẽ có cái quỹ giao hợp tình thương nhiều. Để mà có nhiều phần quà cho các em mồ côi cũng như là các em cho mình những ông bố cho ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 này. Nha quý vị. Đó, cho nên hy vọng rằng các tình yêu của tôi chia sẻ cái live stream này vô và đồng thi. Ok, Sang Nguyễn ủng hộ một vé đúng không? Cảm ơn Sang Nguyễn rất là nhiều. Quá trời quá đất, con nhỏ em tôi nó mê trai mà lên máy bay nó thấy tiếp viên Hồng Kông mà nó ô anh ơi đẹp quá, ô anh ơi, mà bay 6 tiếng hồ nó không ngủ, nó ngồi nó chân mắt nhìn thằng tiếp viên Hồng Kông. Ôi đất quý thần ông nội ơi, mà tay thằng nhỏ đeo nhẫn cưới rồi. Em mới hỏi tụi ăn uống gì kìa, anh Hiệp mời kìa. Su cà na không? Gì? Hai anh vừa đi Bình Dương về. Cái gì vậy? Uống coca không vậy? Em uống coca hả? Thôi đừng uống coca. Sao mập hả? Uống nó còn mập hơn á. Giờ uống dưa hấu tác xã đi. Hoặc là việc uống tác xã đi, uống cho nó khỏe, sức khỏe. Hoặc là trà trái cây, uống coca. Trời ơi, độc hại không trong đó. Ủa hai anh Bình Dương về hồi nào? Đâu có đi Bình Dương, anh mới đi Hàn Quốc về cưng ơi. Mới đi Hàn Quốc về. Nè anh Hiệp nấu, anh Hiệp. Ừ. Anh Hiệp cái tay vậy. Trời đất ơi. Em nói một cái... Ê, nãy hơn 10 phút chưa? Ê, con cơm rồi. 38 là đúng 10 phút rồi đó. Còn đây 28, 38, 10 phút. Thôi đi, thôi đi. Không qua đâu, không nghĩ không nó qua vậy trời. Ủa ai làm đồ cho em vậy? Dạ. Đồ quá ha. Mình đồ quá ha. Dạ. Ghê quá à. Chị đâu ghê. Không phải là mấy cái đồ kia là mấy quá. Gì dạ. Mấy cái đầu thì tụi em tự làm. Em nào em bữa nào làm với tôi vài đầu em làm, anh làm cho anh thử coi. Anh đội vô coi nó làm sao. Có đẹp không? Đội gì? Đội... Tôi diễn Dark Queen. Đội sớ. Tôi diễn đi một vài chương trình Dark Queen chặt chém mấy người coi. Kỳ quá. Kỳ. Làm vậy với em nhỏ. Thấy anh yêu quá, ăn thấy rét quá. Là cái gì? Hôm nay có anh nè. Hôm nay có anh ở quán Mr. Hí nè. Trân Ngân ơi. Hôm nay có anh ở quán Mr. Hí nè. Em qua đi sẽ gặp anh liền. Nha. Hôm nay có anh...
Em ơi em lố 1 phút nha em. Vừa nãy 28 hay 39 rồi là em lố 1 phút. Thấy cô làm sao, cô văn mêu. Trời ơi, phải coca kìa, thấy ghê không? Mấy mốt tôi bán coca mắc lên. Sao những cái nước ngon không uống coca? Coca rẻ nhất anh. Trời em nghĩ nó có tốn tiền, có tốn tiền đâu. Bây giờ uống không có tốn tiền nè. Con văn mêu nó không có trả tiền xô cho em. Anh Hiệp trả. Thôi, anh Hiệp trả cũng là kỳ. Bây giờ tôi có gì cho tôi không? Tối nay nè, Vương Thịnh Văn một tiết mục, mấy người có tiết mục nào không? Ủa tối nay văn diễn rồi, em diễn làm chi? Ok la, anh ghi nhận điều này, đừng bao giờ đứng trước mặt tôi nữa. Cô qua này, cô văn. Thôi, bye bye cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay Hoài Hiệp có mặt ở quán Mr. Hiến nha. 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Hello đào vỏ, đào vỏ khỏe không đào vỏ? Vô thì anh Đào ơi, em đang ở phương trời nào, em bay qua đây đi. Tây Phong kìa, Tây Phong ơi, khỏe không cưng? Hôm bữa qua quán mà không gặp. Thì hôm nay có Hiệp ở quán Mr. Hí nè. Ngọc Thanh ơi, bay qua quán Mr. Hí liền đi. Và Hiệp đang bên đây nè, tiếp đón hai người đẹp đó, Minh Minh và Dương Tịnh Văn. Đó, thôi bây giờ xin chào tất cả mọi người nha. Tối nay chương trình Lô Tô Show vào lúc 19:30 đến 22:00 nha. Vừa xem Lô Tô, vừa nhận quà Hàn Quốc, vừa làm từ thiện với Hòa Hiệp. Tối còn mấy bé nữa Đào ơi nha. Tối nay đi xem mấy người Đào. Tối nay ủng hộ vé Lô Tô Show Đào ơi. Qua nhận quà Hàn Quốc Đào ơi. Quà Hàn Quốc cưng ơi, đây đưa đây quà Hàn Quốc đây. Em tối nay em qua là em sẽ không còn hát bài ướt gì nữa nha. Quà này rất là ok nha. Đây là nó vừa mịn da nè, vừa sạch da nè, vừa làm trắng da nè. Không còn nám nè. Không có việc. Được chồng tặng nhiều tiền nè. Cái này là rất là tốt. Bảo Hiệp đã lựa rất là kỹ. Nó thích hợp cho mọi loại da. Đó, quà từ Hàn Quốc nha quý vị. Rất là tốt. Kìa, có tặng Minh Minh không? Không. Riêng mình là không tặng. Xui. Rồi, mà bây giờ mọi người nhớ nha. Và ngày 1 tháng 6 này thì Hòa Hiệp đang vận động 200 phần quà cho các em mồ côi cũng như là các em cho mình dự ôn bú. Cho nên mọi người muốn đóng góp thì nhắn tin Hòa Hiệp, Hòa Hiệp sẽ chuyển khoản cho tất cả mọi người. Còn mọi người muốn tặng quà gì cũng được. Đó, gửi qua tặng Hòa Hiệp, nhưng mà muốn tặng Hòa Hiệp phải tặng 200 phần nha. Đó, tại vì sẽ gộp chung với quà của Hòa Hiệp. Chứ mà mọi người tặng lẻ tẻ thì Hòa Hiệp không biết phải phân sao nha. Tùy tấm lòng quý vị, còn nếu không thì quý vị chuyển tiền cho Hòa Hiệp rồi Hòa Hiệp bao nhiêu tiền cái Hòa Hiệp chia đều ra 200 phần quà. Lô tô tại quán Mr. Hí, 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận nha. 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Hòa Hiệp đang có mặt ở quán Mr. Hí, cho nên bây giờ mọi người ơi qua đây ăn uống với Hòa Hiệp nha. Còn nếu như mà mọi người trời mưa không có qua được thì điện thoại 0906 911 996. Xin chào và hẹn gặp lại.